Nằm trong xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ tàng hình, Hải quân Mỹ đã đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí thế hệ mới có tính năng vượt xa so với các loại vũ khí thế hệ trước đó. Trong đó có tên lửa hành trình diệt hạm AGM-158C, LRASM. Được giới thiệu từ năm 2015, LRASM được coi là loại tên lửa diệt hạm hàng đầu thế giới. Quá trình phát triển tên lửa LRASM dựa theo nguyên mẫu tên lửa không đối đất GASSM-R của Không quân Mỹ và thay thế cho dòng tên lửa chống hạm Harpoon đã lỗi thời. Điểm mạnh của LRASM chính là hệ thống dẫn đường hiện đại, khó bị gây nhiễu. Hệ thống này kết hợp giữa hiệu chỉnh pha giữa thông qua tín hiệu dẫn đường từ tổ mẹ, cũng như khả năng bay theo điểm mốc định vị, giúp LRASM có quỹ đạo bay rất khó đoán định. Ở pha tiếp cận, tên lửa diệt hạm Mỹ sử dụng hệ thống đầu dò radar chủ động và ảnh quang hồng ngoại giúp nâng cao tỷ lệ đánh trúng mục tiêu, kể cả trong điều kiện nhiễu động thời tiết và đối kháng điện tử mạnh. Bên cạnh đó, tên lửa LRASM áp dụng thiết kế khí động học mới kết hợp cùng vật liệu tổng hợp và lớp phủ giảm phản xạ tín hiệu radar giúp nó có khả năng tàng hình và khiến việc phát hiện và đánh chặn nó không hề dễ dàng. Với đầu đạn nổ phân mảnh nặng khoảng 450 kg, tên lửa LRASM đủ khả năng vô hóa tàu chiến mặt nước có tải trọng 10.000 tấn trong tầm bắn khoảng 550 km, xa gần gấp đôi so với dòng tên lửa diệt hạm Harpoon. Ngoài khả năng chống hạm, tên lửa LRASM cũng có kèm khả năng tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, cũng như có thể phóng từ giếng phóng thẳng đứng MK-41 tiêu chuẩn trên phần lớn chiến hạm theo tiêu chuẩn NATO hiện nay. Quân đội Mỹ dự kiến LRASM sẽ là vũ khí diệt hạm tiêu chuẩn của không quân và hải quân.